bẹt má hay đi ông lấy theo social distancing quý mình ấy thờ dương cổ. Bà anh nhạt kêu chuyện số bây mình đã snap chị tìm mình thấy xong và cùng một kênh channel bậc chấm bát xong được nơi ăn tập bát bò rồi mình mới bà tệ tương nâng đa ra chùm riêng bệnh sâu lịch cá chứ môi nâng cô đần đần bà bàn bằng hoa xa dành đôi chân này tha bà. Cô đã đăng bệnh sau lịch ca tôi mình cả bật hàng mỗi khai tới bị khai còn nơi tại bạc bạc khai bình ai bộc lực phòng đài mình bị tổ tôi xin á tôi ca để tập ba chia sạc con này chung COVID đọc rộng bốn bàn chiến đo đậm nạ ca mình lỏ muối cứ bên chung luôn nè cho lòng nóng bàn ca làng đo tờ mùi liên nè hỏi bà cất trầm thằng ngày bà sốc mà sao mà nhì hai con miền bà vạ sang bằng ca mê rô cô rà nà thơ mây nơi lao nụ tê. Hai kế tùm đồn kia trư ca bê vệ lê kia tràn khai tiết. Tùm rôm ai chắc xa xa chữ rộp khương vạ sang ca bia khẩu vết đọc rộng bột bàn. Đào xa tay miền vạ sang ca bia bà mê rô đi. Ca rê tập bạc cho lòng kia tài càng lãng bì mùi thang ngay tới mùi thang ngay. Bàn thơ ai bà tê chỉ tràn mình ca xùm ra chết. Ai bà chìa bà rát nơi khăn bà tê. Nâng ban bánh chi ở bất tí còn lại chụp chung bôi chùm luôn đồ chí club rịt trái karaoke rung con club hạt rán chết đàm. Đói lại nghệ một mơ cô đần đăng rộp bọt đà ra chùm riêng bệnh sổ lịch ca vinh. Ban phơ ao nhẹ lên bản đàn sân cúng. Miền ca sổ xa chìa khlắng. Đói xa tại lộp ban chân bị đổ. Tam kẹt thông qua Facebook lời ca rộp bỏ lộp. Đài nị JP cùng mở rốn. Bà miền bà ca bật hang rộp bỏ lộp mùi khai tới bì khai. Có lúc nơi tại bạc bạc khai ở bộ cửa lực rồi bỏ lúc và phòng đài hồi chỉ bị xe nút của bà xin chìa hàng bạc vĩnh cứ ai một thời ca đôi đám chẳng bà xin chìa mình cả bật hãng bà lúc nâng bạc bạc khai bà ai bộ lực nâng đỏ đài hồi bà xin chìa mình cả bạc hàng đôi đám vĩnh bà bộ cửa lực nâng ách thời ca đôi đám bà phòng đài đâu bà chẳng mà bình mật chọn đấng sắp tôi xin video đôi khăn cao. Sắp tôi xin đại được ở kia. Nhà nâng Kim Jong xa như vậy vì sao khám ai mà đó. Chắc là lời Kim Jong xung tốt môn. Mà bị Kim Đăng thơ khám ai khi mà sao lo thì nó xem. Mạch động để xem. Mình chắc nhà nâng Kim Jong thọt video lên tìm môi hoặc khiêu môi personal page hoặc Kim Tố. Nhà nâng Kim Jong dậy vì hưởng COVID đọc buồn. Hay ấy những ai thơ bán thôi chui cá bìa đôi chìa liền đáy, đôi chìa phương vẹn má. Hay đi ông lấy theo social distancing. Quý mình ấy thơ dương còn nơi chật một phê nhưng được bấy chung nghe bạch thật cả chập đáy và bạch thật cả áo bấy chấm. Lời nâng, khi nhóm chụp bạch khổ xa khiếp bạc hào, mà hộp mùi chụp bài xe. Hay là những phương tiện và cả safety measures đôi là những sanitize hàng nâng mà nhảy bị đòn hồ chai nâng khổ xa chúng có ạch phương tiện miên tù môn chẳng là những nâng mà tạc chúng chúng thật cả ạp và giặt hiện cho chị nâng đài mà bị những toàn đăng thà chị nữ nâng và với chất lòng mà được miên tù môn với ai khăn của phần nào với ai bác bó đầu cô nâng khăn phương này mình chẳng đợt bé khiêm khơi phô miền được ốc nâng mau hay khiêm chắc đám đâng bị mê gục nâng khiêm phải giật mình tên chắc là lời khiêm cất tha mà nước ná hổ xí ba krum hôn lụa một hộp lụa ở ván lụa giấy lụa online lụa xây của lụa đây nước nâng ở lời thờ ca phải giật hay thờ ca miền safety procedures hay thờ ca vì hiện bộ lực tầng ốc nha ai dô viên nâng đài phía trần của chế chôn dương tăng vì mình xe máy phô bọt máu ọt ban châu hiền chẳng ca chết đâm vì hướng tầng ốc nâng của viên tích đài hay dùng ọt ai cũng tốt mà nâng ban đài chẳng viên ấy dùng ai thơ dùng ai hiền của ọt chỉ nếu nâng mình thông từ bác bố sắp tiết thì mình thấy bác bố đồ mà nâng hồ xí đài ở lớn nữa là tôi kéo phía trên cái ai bật hàng hàng ba mình mà nước lớp vì sao sai sớm nè
lại hướng con giấy tờ ai tờ sẽ ấy mình nước chờ hoài mình nước chặt kia cái bật tầng hòa bình chẳng chúm nó cất tha nó khám ai dưỡng nó khám nông mì dạ bây mà tất phía tất tiết cái dưỡng thật cả chắc đam thờ chẳng đại cũng ai mê rút nâng vì spread lươn bê cơ vì cũng ai mê rút nâng vì rít bọc đà. It's a good word, huh? That's actually a very nice Cambodian word. Bên trong nhà nâng chung ban chung cho mấy bộ cửa chung được không? Mọi con đấng thơ ca như có từng ốc nâng và dương thơ cả bất. Nhà bây mà khai thì bị khai, cơ nữa, cơ quát nơi bác phải khai bán hay có nâng miền ca như là nâng đài. Chúng cất thơ từng ốc như nâng nẻ hồ si từng ốc. Thơ ca mơ ta nhảy mục đài. Bờ bà chia chôn dương thiện chớn. Quát bác phải khai máu, quát hủa màn để mà khai nâng tề. Chẳng có đã bàn xóm hiện trơn phụ khắc quát nơ phía lối thoại mạ ba nơ khai nơ sọc ấy chẳng đài. Chúng cất thơ chia cho những thật cả mơ thai kia. Thật cả cất thơ nhảy mục tiết để xuống khám ai nâng như mà mệt. I don't know what to say, man. How to say it in Khmer? Say it in English. Where will we be in the future? How, as a country, will we overcome? Chúng ta hay dùng từ mưa hạt nhà lầu đó, thôi thiếu, thôi thiếu, thiếu luôn, thôi to, thôi tiền. Chỉ biết xét những thứ cá thiếu, tôi nhảy một tiếng.